Tôi là Tạ Lê Thanh Bình, là học sinh lớp 11A2 của trường Trung học phổ thông Đức Trọng, Lâm Đồng. Và sau đây là phần trình bày của tôi về nội dung sống thật trên mạng ảo. Có thể thấy rằng mạng xã hội đang trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của chúng ta. Và như một thế hệ cúi đầu, chúng ta dành cả ngày lướt điện thoại, lướt máy tính. Nói cách khác, giới trẻ đang vùi mình vào trong mạng xã hội rất nhiều. Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó, mạng xã hội cũng vậy. Mạng xã hội giúp gắn kết con người chúng ta với nhau, nhưng cũng chính nó làm chúng ta đánh mất đi con người thật của chính mình. Mỗi lần chúng ta mạng sử dụng mạng xã hội, liệu có ai tự hỏi rằng vì sao mạng xã hội lại cuốn hút như vậy? Chắc chắn đó là do những nội dung đã được đăng tải lên. Có những nội dung mang đến động lực, tạo ra những giá trị đẹp cho cuộc sống, nhưng cũng có những nội dung độc hại và nó chứa những cái văn hóa phẩm rất là không nên xem. Ví dụ gần đây, như Trần Lưu quay tôi nhanh khi đi máy bay. Một trong những